Cảm ơn các đoàn vượt qua thuộc nhà thờ Chính Tòa và cảm ơn nhạc sĩ Đức Toàn. Các đoàn vượt qua này có một cái nét đặc biệt là nó do chính nhạc sĩ Viết Chung đã chủ xướng và thành lập vào năm 1989. Các đoàn vượt qua gồm các ca viên thuộc rất nhiều giáo xứ khác nhau, và có một nét đặc biệt đó là trong thành phần ca viên này có nhiều người là anh chị em trong cùng một nhà hoặc là vợ chồng cùng tham gia vào ca đoàn.